Là em dắt bé Khôi đi mua nón kết để đội che nắng của chú anh chị ha. Thì bé chọn cái nào thì em lấy cái đó nha. Đó luôn. Dữ vậy ta. Vô chọn liền vậy luôn hả? Đợi thử coi. Vừa chưa? Vừa không? Vừa chứ. Sao về chắc giặt lại quá bụi xong rồi. Giờ cái này nhiêu anh chị? 100 mà bụi tính thêm. Tặng là 20 80.000 thôi. Như đây 80 hả? Ờ, 100.000. Tốt quá nghe. Dạ, cái này anh chủ anh bớt cho 200.000 mà anh bớt 20 thôi chú anh chị ha. Đó thì này là 80.000 chú anh chị. Vừa không? Đẹp không? Đẹp hả? Ờ, thì thôi em cũng xin gác máy em tính tiền cái người chú anh chị. Đang coi anh Hùng nấu nè. Để coi đi, chiều quá à. Chưa? Cái đó xào gì vậy? Cua. Cua đồng mình đó. Cái đỏ hả? Hai cái đó nha. Đi xuống, xuống cái này. Đi qua này thì có nó lạnh hơn. Chứ đi nóng. Thôi đó. Sợ vợ mà đang bịt nổi á. Hồi chiều nó vô đây, nó quay phim, 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 nó
Bình quá đi ra là tụi phải cào kẹo tự nhiên cái chùa luôn. Rồi xong rồi nhìn lại đi đâu có nhắc chưa đâu. Ngồi ngoài đó đó cái chị đâu nhắc chưa đâu. Rồi xong rồi chị nói sao muốn đi thôi chị đi quay. Xong rồi đại đi chị cho anh Việt Nam cho ảnh rồi xíu ảnh về. Cái chị nói thôi đi về em tỉnh rồi về ngủ đi em. Ngủ đi cưng ngủ đi rồi cũng nhớ là không uống rượu nữa nha. Uống rượu chị mới cho vô nhà nếu uống rượu hoành tướng cho vô nhà đâu. Chị Nam sẽ ở đi. Chứ không đi lên Bình Dương nữa. Chị Nam ở đi như vậy em rồi. Sợ chị. Bữa đó thấy mặt cười bên đây, buồn con vui. Phi con phi nhỏ nó hổn lắm, nó hổn buồn. Phải rồi, phải là vậy chị. Nó giống gì nó giống như em của phi ấy, chị Năm muốn tốt thì chị thôi. Cậu nó tụng cái da đó. Không phải là ra gầy chị là cái gì muốn tốt thì chị lúc nào nếu mà anh Phi muốn ở với chị thì phải nhất thiết bỏ rượu cay rượu còn ăn cay rượu gì anh đâu có đồng ý. Trời ơi, anh nói là bả xấu nghiệp lắm em ơi. Vậy có gì không có gì nói khác đó. Linh lên đây ngồi nhẹ anh con ngồi ôm mẹ cho mẹ vui rồi mẹ buồn để ôm đỡ mẹ. Đó nè, có con mà chị nhớ thương con rồi. Đó là... Bệnh hành rồi Linh. Cái này bệnh con này đổ cái này nè, nó đập da đó nè. Đẹp đó. Đập da đó. Quá đẹp luôn. Để con lên học đánh theo nha. Tốt giả gì vậy? Hả? Áo vô. Cái gì vậy? Đứt luôn rồi. Đó có đây đứt rồi. Đứt luôn rồi. Để đến lúc này còn cái này được rồi. Nè, còn có vai nè. Mất hết luôn rồi. Mất mỹ rồi. Mất mỹ luôn. Ủa là bé Thành sao đi vô? Thành hết trong buồn. Thành ơi. Dạ. Nó bỏ cái buồn hết. Làm gì đó. Ừ. Ừ. Bỏ mặt quả cho mấy Linh coi đi chị Quy. Coi mặt quả ha. Mình ngồi bấm đi ha. Nha. Coi mẹ đi cái quả nha. Cái bè mẹ phải kiếm một mặt. Về mẹ em về chiều mà quay cái điều kiện xong rồi không về rồi. Mẹ coi một mẹ mẹ cắt. Gì vậy? Ôi mẹ. Chào cô chú. Ừ. Máy là phải chào cô chú. Còn chúc cô chú buổi tối vui vẻ. Dạ, con chúc cô chú buổi tối vui vẻ. Ừ. Mới lo ăn cơm chưa? Rồi. Dạ. Hỏi cô chú buổi tối ăn cơm vui vẻ nha. Dạ, cô chú ăn cơm chưa? Ừ. Đó. Cô chú ăn cơm vui vẻ ha. Hạnh phúc bên gia đình. Đó. Tắm sạch sẽ thôi, đẹp trai ra thấy không? Ủa, chơi chạy về nằm nằm một cái trên tới giờ luôn hả? Không ngủ luôn hả? Ủi, không ngủ không? Đó, về là ngủ luôn hả? Sợ anh ta quay hoặc không mà đang tắm. Đi vô phòng ngủ. Sợ quay á. Vô phòng ngủ luôn. Ờ. Đãi cho con Phi là thì ai mới nhét luôn đó. Tại vì chị tưởng đâu là mở sức vô trong cái nhà của Quy này nè. Chị nói là chị mở nhà đâu là. Rồi nói xong rồi đó rồi chung. Rồi chung với em chung. Rồi sáng. Bạn ăn bạn muốn đi đâu? Sáng rồi. Bạn có cho gì vậy? Quy định gì đâu mà bạn dạy chị. Chị đi đâu? Chị đi đâu? Chị không có giúp đi ăn. Sáng kìa. Tự nhiên đó. Không biết. Con Phi mới vô đưa. Đâu? Sáng đâu rồi? Mua gì không?
giờ chưa có nón kết đội đúng không? Ừ. Mời chị mua nón kết ha. Mua nón kết đội để đi ngoài nắng. Rồi vui. Mời mua nón kết để coi liệu đẹp trai. Nón kết hả? Nhưng mà hả? Hả? Không. Em muốn đủ kìa. Của Phi. Cho bên Phi thôi. Phí đi, nó đại đi trời. Ôi, con giống mặt đâu. Đâu được. Không có cái to được cái to. Ừ. Còn mới tin rồi. Ôi, con giống rồi. Coi rất màu đen kìa. Màu đen. Bữa lên có mua đồ chưa? Có mua đồ, có mua đồ, có mua đồ con chưa? Đồ bằng hết. Có gì hết rồi. Có mua đồ bằng cho con chưa? Để nói chuyện đây nhá, thịt nhá, nó phải thành rồi, thành nó giữ.